Đất View hồi xưa đất nông chào quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em giới thiệu cho quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư về một mảnh vườn với diện tích là 866. Nó tọa lạc tại thôn Tân Hiệp, xã Đắk Rờ Mon, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thì hiện tại thì em đang đứng trên cái mảnh vườn của chúng ta. Đây là cái cung đường cấp phối. Thì cung đường cấp phối này của chúng ta có chiều rộng là khoảng 4m, 4 đến 5m. Thì ở cái mặt tiền đường cấp phối này của mình thì cái mảnh vườn của mình thì có 80m mặt tiền đường cấp phối. Thì trên cái mảnh vườn của chúng ta thì trồng chủ yếu là cây nông nghiệp ở trên mảnh vườn này. Thì ở phía dưới chúng ta là có một cái view hồ như flycam em bay cho quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư thấy. Thì cái view hồ của chúng ta ở phía dưới thì khá là đẹp, nhưng mà nó bị bóp eo ở phía dưới nha quý cô chú anh chị. Thì sau đây em sẽ đi vào phía trong cái mảnh vườn để cho quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư có thể hình dung và thấy rõ hơn về cái mảnh vườn của chúng ta như trên flycam em vẽ cho quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Thì cái con đường này thì chúng ta chạy vô thì cũng lại chạm một cái bờ hồ phía trong nữa. Thì đây là một con đường cụt đấy. Thì em thông tin chi tiết rõ hơn cho quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về cái mảnh vườn của chúng ta. Thì đây là cái đường mòn ở phía trong để chúng ta đi xuống dưới cái mảnh vườn. Thì hiện tại thì cái mảnh vườn của mình thì trồng chủ yếu là cà này, tiêu này, cũng như là điều. Thì cà này thì cũng là cà, cũng khá là cà già rồi. Đấy, tiêu đây. Tiêu thì cũng cối rồi anh chị ạ. Thì mảnh vườn này thì cũng nguồn thu thì chắc là cũng không có mạnh đâu. Thì đứng ở trên mặt đường chúng ta có thể là nhìn xuống dưới là thấy view hồ rồi. Nếu mà tỉa bớt cây cành đi thì nhìn thấy rõ được mảnh vườn. Thì mảnh vườn của chúng ta thì có vẻ như là bác chủ vườn đã trồng sen một ít sầu riêng trên đây. Thì hiện tại thì bác chủ vườn cũng có ở đây nên là cái thông tin chi tiết cây trồng bao nhiêu ở trên đây thì em cũng không nắm rõ, nhưng mà chủ yếu là ở đây là trồng cây nông nghiệp thôi. Đấy. Thì cái năng suất của vườn này như em nói rồi, nó không được mạnh đâu. Nhưng mà được cái là có cái view hồ rất là đẹp đứng ở trên đây này. Anh chị có thể nhìn thấy cái view hồ ở phía ngoài rồi. Thì do tiêu và cũng như là một số loại cây nó che nó rợp mất thì mình nhìn cái view hồ nó bị hạn chế mất đi. Nhưng mà đứng ở ngay điểm phía dưới đây thì ít cây thì mình có thể nhìn thấy rõ hơn, thấy đẹp hơn. Thì ở phía dưới này thì nó chỉ khoảng 50-60m mặt tiền bờ hồ thôi, chứ không có được rộng đâu. Đấy. Thì ở đây quay cho quý cô chú anh chị nhà đầu tư thì nhìn thấy thì cái mặt tiền bờ hồ chúng ta phía dưới thì cái độ dốc từ ngay khu vực này phía trên của em thì nó tương đối bằng rồi, nhưng mà về phía dưới này thì cái độ dốc nó thì nó khoảng tầm 40 độ đến 45 độ dốc đấy. Thì không biết ở phía dưới là có cái sân chơi hay không, thì bây giờ em sẽ đi xuống phía dưới để em xem được cái phía dưới của chúng ta là có sân chơi hay không nhé. Thì bây giờ thì em sẽ nói rõ hơn là cái thông tin về cái mảnh vườn của mình đi ra địa phận ở các nơi nhé. Thì mảnh vườn của mình là đường cấp phối, ra đường bê tông thì khoảng là 600m là mình ra tới mặt tiền đường bê tông. Thì từ mảnh vườn của mình mà về Ủy ban xã Đắk Rờ Mon thì khoảng 3,5 km. Còn về thành phố Gia Nghĩa thì nó nằm khoảng tầm 7,5 cây. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì mảnh vườn của mình thì khoảng tầm từ 220 đến 230 km là về tới thành phố Hồ Chí Minh. Còn về thành phố Buôn Mê Thuột thì nó nằm khoảng tầm 140 đến 45 km là về tới thành phố Buôn Mê Thuột. Thì từ đây mình ra điểm cái vành đai của thành phố Gia Nghĩa để đi về Buôn Mê Thuột hay là về thành phố Hồ Chí Minh thì cái đường vành đai đấy thì cách mảnh vườn của mình thì chỉ khoảng 3,5 km là đường vành đai qua của thành phố Hồ Chí Minh, đường tránh của Gia Nghĩa. Đấy. Thì đây em quay cho quý cô chú anh chị với nhà đầu tư thể thấy rõ. Thì mảnh vườn của mình ở đây thì nó đổ dốc khoảng 45 độ. Đó, 40-45 độ đấy. Thì cũng tương đối là dốc rồi. Đó. Nhưng mà được cái view hồ thì cũng khá là đẹp. Nhưng mà ở trên thì mặt tiền đường thì dài mà dưới view hồ thì nó hơi hẹp đúng không ạ? Thật vậy em cũng thấy thì nó không được ưng cho lắm. Nếu như em thì em cũng không được ưng cho lắm. Vì trên rộng mà dưới hẹp thì cũng không được thích hợp cho lắm. Nhưng mà em vẫn quay để cho quý cô chú anh chị cũng như là tư thể cảm nhận được là cái mảnh đất của mình ở khu vực này nó tiềm năng hay là
nó có cái ưu điểm, nhược điểm gì trên cái mảnh vườn của mình, để khi mà quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư có thể xem video và cảm nhận ở trên đó được cái mảnh vườn mình có nên mua hay không. Đấy, có nên bỏ tiền ra để sở hữu cái mảnh vườn như thế này hay không. Đó là quyền quyết định của anh quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Thì đây là cái sầu riêng, thì sầu riêng này thì chắc là mới trồng được hơn năm này. Sầu riêng này thì bác chủ vườn ở đây trồng sen sầu riêng, còn cà thì đã già cối rồi, cà này chỉ có cắt bỏ thôi nhá quý cô chú anh chị. Thì ven theo bờ hồ của mình dưới đây thì có bóng cây mát thì khá là nhiều đấy. Còn về cái điểm sân chơi thì để em tìm hiểu xem nào, cái điểm sân chơi của mình như thế nào nhá. Còn cái bờ ranh thì giống như trên bản đồ, giống như trên hình ảnh của flycam em đã vẽ, cũng như là em bay quanh cái mảnh vườn để cho quý cô chú anh chị, nhà đầu tư được cảm nhận rõ về cái mảnh vườn của mình rồi. Thì ở đây là cái mép bờ hồ của chúng ta đó. Thì mọi thông tin chi tiết cũng như là giá cả thì em sẽ để ở trên tiêu đề để cho quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn về cái mảnh vườn của chúng ta. Nếu mà có thiếu thông tin gì em sẽ bổ sung trong phần miêu tả, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư có thể vô đấy đọc thêm ở trong phần miêu tả. Yêu mến em, cho em một lượt đăng ký cũng như là một lượt like để em có cái động lực để mà làm ra những cái chủ đề video tiếp theo về nhiều mảnh vườn hơn nữa, để cho quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư có thể chọn cho mình một mảnh vườn thật là ưng ý. Em cảm ơn quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư, sức khỏe làm ăn phát tài.